ta thấy thông qua cái hoạt động này đó, có một số cái gạch đầu dòng, có một số những cái gạch đầu dòng. Thứ nhất là các đội chơi biết mình sẽ chơi cái trò gì, cái luật đó được phổ biến, đúng không? Thứ hai là các đội nhìn thấy cái điểm đến cũng như cái yêu cầu mình phải hoàn thành. Và thứ ba là cái nguồn lực được cung cấp. Cái nguồn lực này tùy vào cái kỹ năng của người chơi mà khai thác nó hay lãng phí nó, đúng không? Nếu khai thác đúng á, thật ra cái nắp suối, cái nắp nước suối nó rất nhẹ, cái chai nước suối rất nhẹ, cái củ cà rốt nó nếu mà nó trúng một phát á, nó có thể văng rất xa. Nhưng nếu mà mình điều phối cái nguồn lực nó không phù hợp đó thì nó lãng phí, cái củ cà rốt nó cứ đánh đung đưa mà nó không trúng được cái mục tiêu đó. Cho nên cái kỹ năng trong việc sử dụng cái nguồn lực của người lãnh đạo dẫn dắt cái cuộc chơi là vô cùng quan trọng. Cái thứ tư là cái đồng đội đứng phía bên kia, nó mang tính hệ thống. Nếu như mà mình không hoàn thành thì đồng đội mình không thể chạy tiếp cái công đoạn tiếp theo. Bởi vì mình là về kỹ thuật, về hệ thống, cái khâu này nó bị stuck thì cái khâu kia nó lập tức bị ảnh hưởng ngay ha. Rồi khi mình đã về gần tới cái chỗ mà truyền cho đồng đội mình thì mình phải định hướng đồng đội mình đang ở vị trí nào. Cái level của đồng đội mình có khớp với cái thói quen mình đã chạy trước nay hay là không. Bởi vì có thể mình rất là kỹ thuật nhưng mà rơi vào cái người đồng đội của mình thì cái kỹ năng họ không có bằng với cái kỹ thuật của mình thì nó cũng chậm lại cái kết quả của toàn bộ cái hệ thống đó. Đó, cho nên cái cuộc chơi thì rất là rõ ràng. Các anh chị biết 21 cái yếu tố mà liên quan để giúp cho chúng ta trở thành một cái nhà lãnh đạo xuất sắc, một cái leader xuất sắc đó. Cái yếu tố đầu tiên các anh chị cũng nhìn thấy trong cái thẻ mà tôi phát cho các anh chị đó, đó là sự rõ ràng của luật chơi. Cái sự kỳ vọng mà chúng ta biết tổ chức muốn ở từng vai trò người lãnh đạo, cái mục tiêu nó phải hết sức rõ ràng. Nếu tất cả thành viên của mình mà không rõ mục tiêu của bộ phận mình là gì đó thì chúng ta phải làm rõ nó trước khi bắt tay vào làm cái công việc. Cái job description của từng cái bộ phận phải hết sức rõ ràng. Cái thứ hai nữa đó là cái kỹ thuật, tức là cái năng lực không thể thiếu đối với một cái nhà lãnh đạo hiệu quả. Bởi vì khi mà chúng ta quản lý con người, nó liên quan đến cái yếu tố cảm xúc. Mà yếu tố cảm xúc đó thì nó dính tới cái xúc cảm của sự thiên vị. Mình thích người này hoặc mình không thích người này, đúng không? Cho nên cái cốt lõi để làm nên cái hiệu quả một nhà lãnh đạo là chúng ta phải kiểm soát được cảm xúc và chúng ta dùng nền tảng của năng lực để bố trí nhân sự. Cái năng lực của nhân sự là không thể thiếu. Bởi vì bố trí sai năng lực thì cái xúc cảm đó dần dần nó khiến cho chúng ta bị thất vọng vì sự bố trí sai đó. Nó không có chuyện cá nhân ở đây. Cho nên cái yếu tố năng lực là vô cùng quan trọng. Thứ ba là xác định cái điểm vướng. Cái điểm vướng tức là những cái gì mà nó ngán đường chúng ta đạt tới mục tiêu. Hồi nãy cái trò chơi các anh chị thấy là sau khi chơi một lúc thì các đội khác nó lại ngán đường, đúng không các anh chị? Mình muốn di chuyển nhưng mà cái ông phía trước ổng cứ đứng ngay trước mặt khiến cho mình không di chuyển được. Xác định á, xác định những cái điểm vướng như vậy để chúng ta làm sao di chuyển nhanh nhất tới cái mục tiêu. Trong cái thuật ngữ quản trị nó có một cái từ gọi là bottleneck, tức là cái nút thắt cổ chai. Nút thắt cổ chai này, cái bottleneck này nó có thể là hệ thống báo cáo, có những báo cáo rườm rà không sử dụng tới nhưng vẫn phải làm. Có những cái quy trình mà nó bị thừa, nó bị lãng phí nguồn lực mà nó cứ tồn tại ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, khiến cho chúng ta bị vướng. Cái điểm vướng là nó như vậy. Cho nên cái công việc của các người lãnh đạo đó là theo từng cái thời gian phải xác định những cái điểm nào nó vướng ở cái con đường mà mình hướng tới mục tiêu. Mình review nó để mình giải tỏa cái nút thắt cổ chai đó. Mình đóng góp liên tục để cải tiến lại cái hệ thống. Thì đó là cái xác định điểm vướng. Cái thứ tư đó là khơi nguồn sáng tạo. Các anh chị có cái hoạt động về, tôi thấy ở trong cái nghị trình mà cái cuộc họp Leadership 2020 đó là có những cái hoạt động mà kích thích cái sự sáng tạo của tất cả nhân sự trên toàn thế giới. Và ở đây tôi đóng góp thêm một cái ý nữa.
Ví dụ hàng tháng cái bộ phận của các anh chị có một cái sự thúc đẩy, khích lệ người khác, nếu đóng góp được ý kiến sáng tạo thì có một cái phần thưởng nhỏ nhỏ. Đầu tháng, trong suốt cả tháng, người ta có thể ghi cái ý đó, ghi tên của họ, gói lại và bỏ vào cái thùng phiếu. Ví dụ như tương đương với một cái ý như vậy, chúng ta cho 5 đô vào cái thùng đó. Cuối tháng chúng ta khui cái thùng đó ra và sẽ có những cái thành viên lãnh đạo xem cái ý nào mà có thể ứng dụng, áp dụng được liền. Thì toàn bộ những cái phần thưởng mà từng lúc bỏ 5 đô vào đó sẽ thuộc về cái người chủ sở hữu của cái ý đó. Thì cái ý, cái cách mà người ta tổ chức như thế này, nó sẽ kích thích cái sự sáng tạo liên tục của đội ngũ nhân sự. Nếu trong vòng 3 tháng qua mà chúng ta hoàn toàn chưa có cái ý tưởng sáng tạo gì hết, là theo đánh giá tiêu chuẩn chuyên nghiệp là chúng ta bị thiếu cái yếu tố sáng tạo. Và là cái người lãnh đạo đội nhóm thì các anh chị phải nghĩ ra cái cách gì để cho thành viên mình đóng góp ý tưởng. Nó có thể là về operation, nó có thể là về sales and marketing, nó có thể là về dịch vụ khách hàng. Và thông qua cái hoạt động như nè, chúng ta có một cái thùng phiếu như thế, các anh chị sẽ đọc được những cái ý tưởng đóng góp vô cùng hữu ích. Và chúng ta chỉ pick up cái ý tưởng đó ra. Cái đó là trong quy mô địa phương của chúng ta nha. Còn chúng ta có thể đề xuất trong cái hội nghị lãnh đạo 2020 này nè, nếu cái ý nào của khu vực nào mà có thể áp dụng cho toàn tập đoàn thì phải có giải thưởng cho cái người mà đóng góp cái ý đó nữa. Đúng không các anh chị? Ví dụ như khu vực Indonesia họ sử dụng cái ý của Việt Nam thì họ cũng phải đóng góp cái giải thưởng để thưởng cho cái đồng nghiệp của mình ở Việt Nam. Thì như vậy nó sẽ kích thích cái sự sáng tạo, nó khơi nguồn cái sự sáng tạo rất tốt. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ để ý ha. Cái tiếp theo là tập trung mỗi thời điểm chỉ làm một việc. Cái yếu tố số 5 trong cái thẻ của các anh chị đó, các anh chị cũng nhìn thấy là tập trung vào mỗi cái thời điểm chỉ làm một việc mà thôi. Đối với cái người lãnh đạo, chúng ta không có lan man. Cái công việc của người leader đó là to lead the others, dẫn dắt người khác, chứ chúng ta không làm thay cái công việc của người khác. Cái thứ 6 là lắng nghe tiếng nói của trực giác. Trực giác là cái gì các anh chị? Các anh chị phát biểu xem cái trực giác của chúng ta là cái gì? Lắng nghe tiếng nói của trực giác. Giác quan thứ 6. Chuẩn xác, mà giác quan thứ 6 nó là cái gì? Linh cảm. Mà linh cảm nó là cái gì? Là cảm động bởi cái phần linh. Linh cảm là linh bị bệnh. Linh cảm là linh bị bệnh. Nó tên linh. Mà cái phần linh á, bây giờ tôi đố các anh chị biết là trong người mình có bao nhiêu phần. Các anh chị có biết điều đó chưa? Mình á là có 3 phần. Mình là một cái linh hồn sống, có một cái thân thể không nhìn thấy được, chính là phần linh. Tiếng Anh nó gọi là spirit, là tinh thần. Và thân thể nhìn thấy được là cái body này ha. Và cái hồn là mình đó, đứng giữa đó. Mình sẽ thể hiện cái ý chí, cái cảm xúc của mình qua dưới sự tác động của hai cái thân thể này. Một là thân thể không nhìn thấy được là cái tinh thần, và hai là cái thân thể nhìn thấy được là cái body này. Cái tinh thần thì nó không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Ví dụ như người ta nói tinh thần của lãnh đạo gì đó sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Đúng không? Mặc dù cái ông đó thì ông đã chết rồi, nhưng mà cái tinh thần của ông sống mãi là bởi vì nó vẫn còn hiện hữu, nó vẫn còn áp dụng. Mà cái tinh thần đó nếu chia sẻ cho nhiều người thì nó không mất đi, nhưng nó tăng thêm. Cái ý chí mà ngùn ngục đó là cái tinh thần nó được nhân ra. Nó có thể là trên phạm vi toàn bộ dân tộc, hoặc là trên phạm vi toàn bộ thế giới. Chỉ vì cái tinh thần của một cá nhân nào đó, cái tinh thần nó rất là kinh khủng. Cho nên ở đây nói rằng lắng nghe tiếng nói của trực giác đó, là mỗi người có một cái phần spirit đó ở trong người. Và cái spirit đó đó là do đấng tạo hóa cài đặt sẵn. Cái ngôn ngữ dân gian mình hay nói là tiếng nói của lương tâm. Vai trò của nhà lãnh đạo, nếu các anh chị đứng trước một việc gì đó mà lương tâm mình lên tiếng hình như cái này nó sai sai, thì không bao giờ cuối cùng nó đúng được hết. Đó chính là người thầy vô cùng chuẩn xác. Các anh chị kiểm nghiệm từ nhỏ tới lớn, mình lớn lên, những lúc mà mình định làm chuyện gì đó mà mình có cảm giác hình như cái này nó không đúng, mặc dù không có ai nói với mình hết, thì không bao giờ cuối cùng nó đúng được hết.
chính là cái yêu cầu của nhà lãnh đạo là lắng nghe tiếng nói của trực giác. Mà khi các anh chị lắng nghe cái tiếng nói của trực giác, rất có thể các anh chị sẽ phải đối đầu với cả một cái hệ thống mà nó ngược với tiếng nói đó. Vấn đề là FDN, FDD, cuối cùng đó, thì cái điều đúng, cái điều thuộc về chân lý, nó cũng sẽ thuộc về anh chị nếu như các anh chị lắng nghe cái tiếng nói đó. Về ngắn hạn, có thể các anh chị chịu cái thiệt thòi tạm thời khi lắng nghe cái tiếng nói của trực giác này. Nhưng mà về dài hạn, cái điều này nó làm cho các anh chị trở nên vĩ đại. Cái nhà lãnh đạo vĩ đại là lắng nghe cái tiếng nói của lương tâm, của trực giác. Đó là cái yếu tố số 6.